Đây, Vân xin chào các bạn. Thì hôm nay bác sĩ Vân sẽ mổ cho một khách hàng là Nguyễn Thị Kim Dung và xe túi là 325 Mentor Extra và đi đường chân ngực nha các bạn. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái dòng túi đây, hai cái túi chúng ta là sẽ sẵn đưa cho khách đó. Rồi, thì bây giờ bác sĩ Vân sẽ đi đường chân ngực nha các bạn. Thì chúng ta tiến hành phẫu thuật. Thì đây cái đường gạch, cái đường này nó khoảng 3 phân rưỡi thôi nha các bạn.